Ơi shipper, shipper. Bác cho cháu cái vé xe cái. Đây đây này, mày đút đây. Chờ xin. Cảm ơn nhá. Tỏ ngày 20 tỷ nhá. À đây rồi. Bạn ơi. Cho mình hỏi tí. Bạn biết cái công ty du lịch Trần Nam ấy, nó nằm trên đường 8 đúng không bạn? Thế tầng 8 có mấy công ty nhỉ? Ba. Năm á? Bạn làm sao đây? Quay lên nói chuyện đàng hoàng như nào? Mời vào. Dạ. Em chào sếp ạ. Sao đây? Bước thì phải nhìn sang bên cạnh chứ. Bà mới là người không nhìn đi bà ạ. Bây giờ tôi nhường ông vào trước đây, ông vào đi. Tôi nhường bà đấy à? Bây giờ tôi không đi nữa. Xê ra, suốt ngày cãi nhau hai đứa này. Chào sếp. Chào anh Phong. Một cái việc bước vào thôi cũng... Nhưng sao? Tại ông chứ còn ai nữa. Có vào họp không hả? Có ạ. Em nhường nó vào mà nó cũng có vào đâu. Bây giờ nó lại chành chọe với em. Tắt cái văn đi. Đấy, nó lại bắt nạt em kìa sếp. Sếp. Em buồn lắm. Sếp ơi, hôm nay sếp dùng mùi nước hoa gì thế ạ? Độc lạ thế ạ? Em chưa ngửi thế ở đâu bao giờ luôn ấy. Sao ông thầy? Nhà ông có sao hung tinh chiếu, vẫn hạn đen đủi, phúc đức cạn kiệt. Trong năm nay nhà không có hỷ, ắt có tang. Trước trăng tròn tháng này, ông cụ nhà anh kiểu gì cũng có chuyện. Nhất định hai anh em phải lập gia đình nữa nhá. Không hai lời. Anh là trưởng Nam, anh là cháu Bích Tôn. Anh đi mà lấy vợ để con đi. Cái Yến thì nó có cái gì hơn cháu đâu. Nó cũng đang ế lòi cả mắt ra. Bố yên tâm, con chăm sóc Yến chắc chắn Yến chỉ có tốt thêm thôi. Con vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi Huyền, mặc kệ những lời dèm pha. Nhưng cháu cũng hy vọng là bác dạy lại con của bác. Có đau không? Vì ông đau thế này chứ đau nữa cháu vẫn chịu được mà. Con nói thẳng luôn là con không lấy vợ đâu.